Tú Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Chiều nay là Tú Nguyễn có mặt tại công trường xây dựng ngôi nhà đương xây tầng thứ 5. Ngày hôm nay tất cả đội thợ xây đã tập trung hết ở đây. Tú Nguyễn mời quý vị khán giả theo dõi nha.
Chào Senhor.